Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có mới nhập về một bộ bàn form Tây chữ U. Đây là tổng thể của cái bộ này, rất là lạ nha quý cô chú. Bộ này là trên thị trường không có bộ thứ hai luôn. Bộ này rất là quý hiếm. Cái form nó rất là lạ nha quý cô chú. Form Tây. Chất liệu là gõ đỏ 100%. Form bàn lớn nha quý cô chú. Đây là tổng thể của cái bàn form Tây này. Xin mời quý cô chú tham khảo. Đầu tiên là cái chữ U nha quý cô chú. Shop sẽ quay mé bên phải, gồm hai chữ U. Chữ U này thường thường là chữ U nó shop có mấy chữ U thì nó ngắn hơn vậy. Còn là chữ U là hai bên rất là lớn nha, nó ra sát ngoài đây nha. Ở đây là hai cái chữ U thì shop sẽ đo là nó tới 8,5 nha quý cô chú ha. Bề bản 8,5, bề ngang là 3,5, 3,5, 8,5 nè quý cô chú. Tới đây vuốt lượng, cái form dán lạ nha quý cô chú ha. Cái bàn này dán tay, form làm lớn, to hơn những bàn chữ U trước đó. Shop cũng đã giao lưu, cũng đã giới thiệu mấy cái bàn chữ U rồi, nhưng mà bàn này lớn nha quý cô chú. Bàn này bề ngang rất là to. Cái bàn này thì thích hợp có thể mình để ngay phòng khách cũng được nha quý cô chú. 8,5 nha quý cô chú, rất là lớn ha. 8,5, 3,5 làm cho đồng thanh đồng thủ với cái bàn á. Cái bàn này được, có thể quý cô chú để tại phòng khách. Phòng này cái bàn này cũng đẹp nha quý cô chú, thích hợp cho ngôi nhà mình nhỏ gọn. Có thể quý cô chú làm bàn ăn hoặc là bàn và trước phòng khách. Nó gồm hai đũa ha quý cô chú ha. Ở đây đục theo dáng đơn giản và hai đũa. Hai đũa cũng chắc chắn nha quý cô chú ha. Chất liệu gỗ đỏ Việt Nam mà rất đẹp. Ở dưới đây rất là chắc chắn ha quý ha. Cái bệ này là bề ngang là tới 17 nha. Còn có độ dày của nó là 3 phân nha, 3,5, 3,5 ngang 17, rất là to ha. Cái này để cái thanh gỗ để đỡ hai cái chân bàn nha quý cô chú. Shop đang quay là tổng thể mấy bên tay phải nha. Có hai đũa form Tây, nhìn rất là lực và chắc chắn nha. Dạ, tiếp theo shop sẽ giới thiệu mé bên trái nha cô chú. Hai chân bên trái, hồi nãy shop giới thiệu hai chân bên phải, bây giờ hai chân bên trái. Cái chân thứ nhất bên trái cũng dày 3,5 với 8,5 nha cô chú. Dưới đây thì có răng theo thời gian nha cô chú ha. Đó, nó có đường răng nha. Ở đây thì làm điểm nhấn có giống như bên phải thôi. Trên thanh này là 10 phân ha. 10 phân dày 4,5. Cái này là 10 phân dày 4,5. Làm điểm nhấn ở đây. Cái thanh này thì dưới 17 phân ha. Rồi ở đây cái chân bên trái số 2 ha. Ở đỏ rất đẹp ha quý cô chú nha. Cái này mặt ngoài. Cái này là mặt trong nha quý cô chú. Nè, cái chân số 2 nha. Cái này bên trái chân số 2. Gõ đỏ mình này là nó gõ đỏ bông rất đẹp nha quý cô chú.
cũng được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Dán này dán phun tay rất đẹp. Ở đây nó cũng răng thời gian lên cái chân này nha cô chú. Dạ. Có cho tình trạng sao thì shop sẽ giới thiệu như vậy. Không hiểu không rõ thì quý cô chú có thể tham khảo và điện thoại Zalo ở mé tay phải của cô chú. Quý cô chú nào chưa đăng ký nhắn giúp shop. Đăng ký để shop có cái động lực để đi quay những cái món, những cái đồ độc lạ gì cho quý cô chú chị em xem. Dù quý cô chú không có giao lưu á, nhưng mà đã vào xem kênh á, là rất là shop cũng rất là cảm ơn. Quý cô chú anh em nào gần ở đây thì đến trực tiếp xem hàng nha. Nhiều khi ở xa thì quý cô chú cứ gọi trực tiếp tới shop. Những cái chân nhất rất là chắc chắn, lực có hai cái đũa. Cái này bị ngang thì cái phơm nó to, nhưng mà bị dài thì cũng vừa phải ha. Gõ đỏ rất đẹp của chú. Cái này mình làm cái phòng khách cũng được nha, rất đẹp. Cái nhà nào vừa phải của cô chú có thể tham khảo cái bộ gõ đỏ này nha. Cô chú có thể kết hợp với những cái ghế nha, có thể kết hợp ghế đai hoặc là những cái ghế Sài Gòn. Ở đây thì shop có 4 cái ghế gỗ chắc nha quý cô chú nha. Shop có 4 cái ghế gỗ chắc đó, quý cô chú cứ tham khảo đó, nếu kết hợp với gỗ chắc vô cái bộ này cũng được nha quý cô chú. Rồi sau đây shop sẽ giới thiệu đường viền móc nha. Ở đây thì vừa một tấm nha, rất là dày nha quý cô chú, gần 2 phân nha quý chú, nó khoảng 1.5 phân á. Bắt đầu dưới đây nó có cái dìm nha. Một tấm này kết nối với đây xuống tới cái dìm đây là tới 12.5 nha quý cô chú, rất là dày ha. Cái này dày cũng cỡ 1.5 phân, 1.5 phân bị dày thì 12.5 phân ha. Đó, sắp sẽ quay kỹ lưỡng cái dìm xung quanh. Quý cô chú cứ tham khảo đi. Gần Tết thì shop sẽ có giao lưu đi toàn quốc. Còn ở gần ở đây thì shop sẽ bao ship nha. Cái bộ bàn này có cái mặt bàn rất là chắc chắn nha quý cô chú, dày, đơn giản. Gõ đỏ Việt Nam rất đẹp ha. Ngày shop chỉ về shop chỉ lau chùi sạch sẽ thôi. Quý cô chú cứ được thì tham khảo và giao lưu tết nhất tới nơi là cũng cái bàn này cũng đáng được quý cô chú tham khảo ha. Cái đường viền này móc đây, móc chỉ đây rất đẹp ha. Cái này cái phơm tay thì nó làm đơn giản thôi, nhưng mà cũng nhìn rất là sang trọng, đơn giản mà sang trọng. Tiếp theo sẽ shop giới thiệu cái mặt bàn ha. Bàn một tấm nó có 2 tấm, một tấm thì là 53.5, tấm này thì 26. Hai tấm nha quý chú. Đây là những cái vết ố theo thời gian ha. Cái bàn này cũng rất là lâu đời rồi. Rồi một tấm bên đây rất là đẹp nha quý cô chú. Nó cái này lên vân bông rất đẹp. Có những cái màu ố theo thời gian ha. Vân bông gõ đỏ Việt Nam rất đẹp nha quý cô chú. Đây là những cái màu ố theo thời gian nè. Những cái mặt bàn mới bây giờ không thể nào mà có được. Cái màu theo thời gian nè, vân bông rất đẹp ha, gõ đỏ vân bông đó, màu ố thời gian nè. Cái này giống như một cái ly nè, ẩn ở đây nè, màu ố là thời gian ha quý cô chú ha. Tấm rất là chắc chắn nha, rất là cứng cáp, dày hơn 1.5 phân á.
tắm này thì liền lại đâu cô chú, có răng răng cây chút xíu rồi thôi nè, răng cây nhỏ nhỏ ra, không không có phía dưới không có bị, không có bị. Ở đây là tấm số 2 ha, nó cũng có màu ố theo thời gian nè. Đó, tấm số 2 kết nối với tấm số 1 đây, nó có đường này đường nối nha cô chú, nhưng mà rất là chắc chắn nha, bàn này rất là sang trọng, đơn giản, cũng hợp túi tiền để quý cô chú sử dụng. Quý cô chú chị em ráng giúp cho shop một cái đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến, shop thành thật cảm ơn. Sau đây shop sẽ đo tổng thể của cái bộ này cho quý cô chú chị em xem. Sau đây thì shop sẽ đo cái bộ bàn này nha quý cô chú. 80 chiều ngang 80. Cái bộ này cái mặt bàn vân rất đẹp nha quý cô chú. Chiều dài là 142. 142. Nó có chiều cao là 80. Chiều cao 80 ha quý cô chú nha. Quý cô chú có thể kết hợp với ghế. Cái bộ bàn này shop xin giao lưu là 6 triệu 9 nha quý cô chú. Một cái bàn nha quý cô chú. Một cái bàn này là 6 triệu 9. Còn quý cô chú có cần ghế, tại ghế này ghế chắc nha quý cô chú, nên rất là mắc tiền. Thì anh em có cần thì cứ gọi cho shop, hoặc là anh em sử dụng ghế gõ đỏ cũng được nha, nó sẽ rẻ tiền hơn. Cái này là ghế chắc nha quý cô chú. Tại cái này anh em cần bộ ghế chắc này thì shop sẽ có gì thì điện cho shop. Shop xin giao lưu cái bàn này là không là 6 triệu 9. Bàn tay chữ U. Gõ đỏ đẹp. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ xin cảm ơn.